Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về mấy cưa kiếm của hãng Milky ở 12V. Thì mấy cưa kiếm này thân máy 12V. Thì những anh em nào mà đã có pin và sạc rồi á, thì mình mua thân máy. Mã của nó là 2520 và tốc độ từ 0 đến 3.000 vòng trên phút M12. Và hàng này hàng Mỹ về, có chứng nhận OL, hàng chuẩn chuẩn đổ vào thị trường Mỹ và của hãng Milky M12. M12 thì nó khác với mã của Việt Nam là EZ gì đó, mã của mình là 25, đây Cano 2520 gạch 20 là thân máy. Thì thân máy này từ Mỹ về và động cơ fuel không chở than, rootless. Đấy. Thì cái máy này nó gọn nhẹ nha anh em. Gọn nhẹ, cầm tay, một tay sử dụng là cưa gỗ, cưa sắt, cưa cây, cưa cành các kiểu đều được hết. Và máy niêu 100%. Thì hiện tại là hãng đang bán là tầm khoảng 3 triệu 3 là rẻ nhất. Rẻ nhất thì mình hàng Mỹ về, chất lượng hơn. Chất lượng hơn nhiều. Thị trường Mỹ thì chất lượng hơn nhiều. Và mình giá là rẻ hơn là 3 triệu thân máy. Những anh em nào đã có pin và sạc rồi thì mình mua thân máy về mình sử dụng chung hộ pin của Milky nha anh em. Đây. Rồi, đây mình lắp cho anh em xem. Cái này lắp lưỡi nhanh. Lắp lưỡi rất là nhanh nha anh em. Vâng, và sử dụng pin và sạc rồi, những anh em nếu mà chưa có pin và sạc thì mua một pin một sạc nữa là giá là 4 triệu mốt, bao gồm một máy một pin một sạc. Về mình sử dụng chung hở pin, còn anh em nào đã có pin sạc rồi thì mình sử dụng cái thân máy thôi, mua thân máy với giá 3 triệu thôi. Đấy, nó có báo hở pin. Cưa này là cưa sắt luôn, xét tầm khoảng ổ khóa rồi là anh em khoảng 7 giây là đứt cái ổ khóa thôi. Là gọn nhẹ nha anh em. Đấy, nhà anh em nào mà làm mà mua bán ống nhựa rồi là mua bán sắt rồi là cưa rất là sướng luôn, khỏi phải cắt cái kéo cái máy ra, đỡ mình cắt nó lâu. Còn cây này đo tới đâu thì cắt tới đó, nhanh gọn nhẹ luôn, khỏi phải kéo cái máy bàn ra đỡ cắt, thì đo tới đâu thì cắt tới đó. Ống tầm khoảng 18 là nhanh gọn lẹ luôn nha anh em. Vâng, cái thân máy này giá của nó là 3 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.